Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Cuộc Sống Thảo Hồ Gemini. Và Thảo đọc tiếp câu chuyện của bé Kim, tác giả Từ Nguyên, tập 2. Và chuyện con chó tên là Rex, con chó có nghĩa vượt 1000 cây số để về nhà nhưng chủ cũ không muốn nuôi, đem gửi chuồng chó từ Âu sang Mỹ. Nhiều gia đình muốn nuôi Rex. Để coi gia đình nào muốn nuôi con chó tên là Rex nhé. Cho tới giờ đây, người ta vẫn chưa biết làm sao một con chó lại có thể tìm nhà chủ cũ từ một nơi cách xa hơn một dặm cây số, không nói tới sức chịu đựng vừa chạy vừa kiếm ăn, ngủ bờ ngủ bụi. Làm sao định hướng được một nơi nào đó trên nước Pháp là nhà của mình? Thế nhưng một con chó đã làm được điều đó. Đó là con chó một người thường gọi chung chung là Bẹt Rê, lông đen tuyền, tên Rex. Năm nay 7 tuổi, sống ở miền đông bắc nước Pháp. Trên đài truyền hình, một bác sĩ thú y giải thích rằng loài chó có một giác quan có thể giúp định hướng. Thế nhưng có phải con chó nào cũng có ý chí như Rex không thì lại là điều chưa ai trả lời được. Chuyện buồn là khi Rex tìm về đến nhà của chủ cũ, vì không bao lâu chủ cũ còn muốn giữ Rex không còn muốn giữ Rex nữa. Lý do tại sao ông ta không nói về Nimes. Từ mấy năm nay, Rex sống yên lành trong một gia đình của chủ ở tỉnh Boilay tại Moselle. Nói chung là tiếng Pháp của Thảo đọc vậy chắc nghĩ là sai, không đúng lắm, nhưng mà mọi người thông cảm. Tháng 9 năm 1990, cuộc sống yên bình, yên lành đó đã bắt đầu bị xáo trộn. Rex nghe người trong nhà nhắc đến tên của mình trong câu chuyện của họ. Người cháu của ông chủ muốn trở thành người huấn luyện chó nên tính đem Rex về Nimes để dạy dỗ. Nimes là thành phố ở miền nam nước Pháp, cách Paris cả ngàn cây số. Ở Nimes, cuộc sống của Rex như là một địa ngục. Người ta dạy nó nhiều thứ và bắt nó phải làm theo, làm hơi chậm là bị phan vào đầu. Rex cảm thấy không thích cái chế độ hà khắc đó và nhớ lại những ngày sống ở Boilay. Một buổi sáng đẹp trời, Rex thoát ly nơi này để trở về nhà cũ. Đường về, vậy thì trên nhiều con đường của nước Pháp hướng về vùng đông bắc, Rex đã chạy ngày đêm, vừa kiếm ăn vừa định hướng, ngủ bờ ngủ bụi. Ngày này qua ngày khác, lông không còn láng mướt, mắt đã mờ vì mất sức, mỏi mệt, đói lạnh. Cho tới khi tới nhà 6 tháng sau, Rex chỉ còn biết nằm gục xuống trong khi mọi người trong nhà mừng rỡ. Lúc đó là tháng 4 năm 1991. Không lâu, mấy tháng sau, chủ của Rex nói với người quen biết: anh giữ giùm con Rex. Vài ngày, Rex được giao chủ mới về làm bạn với 2 con khác. Nhưng chủ cũ đã bỏ Rex vì ngày này qua ngày khác không thấy ông ta trở lại. Chủ mới đã có 2 con, không muốn nuôi thêm Rex, bèn giao lại cho chuồng chó ở Array. Kết cuộc, người trong chuồng chó vì đã nghe được chuyện của Rex trên truyền hình nên săn sóc Rex rất cẩn thận. Ông muốn kiếm cho Rex một người chủ xứng đáng hơn. Nhưng trong những phim hoạt họa của Walt Disney,
chó có nghĩa bao giờ cũng được thương mến. Thật vậy, từ khi hay tin Rex bị giao cho chuồng chó, khắp nơi điện thoại về hỏi thăm tin nuôi, từ Pháp khắp châu Âu tới cả gia nã đại Hoa Kỳ, nhiều gia đình muốn xin nuôi Rex. Cuối cùng, người chủ chuồng chó tìm được cho Rex một gia đình, đó là vợ chồng một y sĩ, có hai người con đã lớn và hai con chó nhỏ nên tên là Mirober, là virus, vi khuẩn, sống trên một khoảng đất rộng 2.500 m2 cạnh một công viên lớn miền đông nước Pháp. Đây là câu chuyện của con chó Rex, mà mọi người nói là Rex đã tìm về nơi chủ cũ, là Thảo tin có thật. Tại ngày xưa nhà Thảo có nuôi một con phèn, con chó tên là Phèn, thì một nó rất là khôn. Nhưng một hôm á, thì giao thừa, thì con Phèn nhà Thảo á, nó bị hết hồn, thì nó chạy lung tung không biết tại sao, thì nó bị mất tích. Thảo đi tìm, gia đình đều tìm hết thì không có thấy con Phèn đâu nữa. Thì mất khoảng một năm rồi thì không ai nghĩ là con chó Phèn nó sẽ về tìm lại. Thì một năm sau, một hôm trời nhà đang ngủ thì có tiếng con Phèn tới cào cửa cốc 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 cốc. Thì ở nhà ai cũng tỉnh ngủ hết, thì nói wow, một năm mất rồi mà Phèn vẫn còn nhớ nhà để trở về. Mà một năm đó nghe mọi người, thì ai cũng mừng rỡ là con chó nó khôn như vậy đó. Thì nhiều năm tháng thì Phèn, con Phèn nhà Thảo thì nó cũng bị bệnh, cũng do nó khôn quá thì những người ăn trộm á, muốn vô ăn trộm mà thấy nó khôn quá thì thảy cho nó một cái thức ăn gì mà có thuốc độc á, thì Phèn ăn thì Phèn bị chết. Thì rất là tội nghiệp, và nhà ai cũng khóc hết. Thì từ lúc đó là Thảo có cảm tình với Phèn.